Giang Cún Store chuyên sửa chữa buôn bán iPhone bao giá rẻ nhất thị trường, dán cường lực miễn phí, ép kính thay pin iPhone chỉ từ 150.000, ốp lưng cực chất chỉ từ 30.000, địa chỉ 193 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội. Xin chào anh em đã quay trở lại. Và trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục đến với phân khúc điện thoại siêu siêu rẻ là loanh quanh từ 1 đến 3 triệu nhưng vẫn phải đáp ứng các nhu cầu như là chơi game này, màn hình đẹp này, hay là ít ra cũng phải nồi đồng cối đá, pin trâu dung khỏe để các anh em phượt thủ có thể thoải mái phiêu ở miền xa lắm chẳng hạn. Lần này thì sẽ khác một chút là chúng ta sẽ không lấy giá ở trên chợ trời nữa mà mình sẽ kiếm về rồi trực tiếp test kỹ để đánh giá cho anh em cho dễ hình dung nhất, không phải mất công tìm kiếm như trước đây. Nếu anh em cảm thấy cách làm này là tốt thì hy vọng anh em sẽ ủng hộ và mình sẽ tiếp tục cố gắng kiếm các con máy ngon nhưng mà giá phải rẻ nhất có thể cho các anh em ở video tiếp theo. Còn bây giờ sẽ là tiết mục chính của chúng ta là điểm nhanh ba con hàng này. Bắt đầu luôn nhá. Đầu tiên sẽ là chiếc Google Pixel 2 XL. Chiếc máy này thì hiện tại mức giá loanh quanh là khoảng trên dưới 3 triệu đồng. Giá bán thì tùy loại. Mình thì đang thấy được hai con máy còn cả hộp trùm IMEI, phải nói là rất hiếm bây giờ luôn. Vì hầu hết máy bên ngoài đều bán là máy trần. Giá thì anh em có thể click vào chi tiết ở phần mô tả. Có thể thấy là dù đã ra mắt gần 3 năm nhưng mà Pixel 2 XL xứng đáng là chiếc điện thoại Android mang đến phong cách sử dụng khép kín tương đồng với hệ sinh thái iOS nhất hiện nay. Khi mà dung hòa được tất cả những gì tinh túy độc quyền mà Google có thể làm được lên hệ điều hành này trong một trải nghiệm nguyên thủy, không bị tùy biến quá nhiều như nhiều OEM khác. Pixel 2 XL có thiết kế không viền khá bắt mắt, đi kèm với cụm camera đơn được đánh giá là tuyệt vời nhất thế giới Android hiện nay, nên không khó để giúp chúng ta có được trải nghiệm sử dụng tốt trong một mức giá rẻ hơn iPhone X. Hiện tại thì Pixel 2 XL vẫn sẽ được nâng cấp lên Android 11, nên là anh em có thể thoải mái yên tâm sử dụng phần mềm chính chủ mới nhất thêm ít nhất là một năm nữa mà không phải sợ lỗi thời gì cả. Thứ hai là chiếc LG G7. Con LG G7 này thì có giá tùy loại. Ví dụ như máy mới 99% thì loanh quanh là 3 triệu, còn máy có một số lỗi vặt thì có giá rẻ hơn nhiều, khoảng hơn 2 triệu. G7 là chiếc smartphone flagship của LG ra mắt vào đầu năm ngoái và giờ thì nó trở thành mẫu điện thoại rẻ nhất có chip Snapdragon 845 trên thị trường điện thoại cũ. Máy được trang bị camera kép 16MP với điểm nhấn về AI cho chất lượng ảnh ở mức khá và một màn hình LCD 6,1 inch siêu sáng. Máy cũng được tập trung mạnh mẽ vào khả năng chơi nhạc với hệ thống loa boombox có âm lượng rất lớn bằng cách sử dụng toàn bộ bề mặt điện thoại để cộng hưởng âm và tạo ra âm bass cực trầm và lớn. Bên cạnh đó là con chip âm thanh độc quyền 32bit Hi-Fi qua DAC và tiêu chuẩn DTS X3D Sound, có thể coi là một báu vật cho các anh em mà có nhu cầu cao về âm thanh. Phần cứng xử lý của LG G7 ThinQ thì bao gồm 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong và dĩ nhiên là con chip Snapdragon 845 là thừa đủ để anh em có thể chiến game rồi. Và nếu có điểm gì khiến cho chiếc máy này khó nổi bật thì có lẽ là phần thiết kế khá là nhạt nhẽo mà thôi. Cuối cùng là cây U11 Plus. À mà con này không phải là HTC đâu nhá, dù cũng hơi giống một chút đấy, nhưng mà là Oktel U11 Plus. Con hàng này thì nhìn có vẻ hơi thô một chút thôi, nhưng mà trâu bò phết đấy. Đúng chuẩn nồi đồng cối đá luôn. Và cái nữa là máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện, có hộp còn đủ siêu chưa bóc nên là đừng so cấu hình với hai con máy cũ ở trên anh em nhá. Thế thì tội cho con Oktel này lắm. Chắc có lẽ mình sẽ nói sâu một chút để anh em dễ hình dung con máy này là nó có màn hình 5,7 inch Full HD nhưng tỷ lệ là 16:9 truyền thống, nên là nó to hơn cả một con iPhone 7 Plus luôn, chứ không mảnh mai ẻo lả giống con của LG với Samsung ở trên đâu. Nhưng mà cầm thì rất chắc tay, ném chó, chó còn chạy cơ mà. Cấu hình của chiếc Oktel U11 Plus thì trong tầm tiền 1,7 đồng bây giờ, theo mình là vẫn khá là ổn, ít nhất là xét trong tầm tiền máy mới, tức là kiểu như so với mấy con của nhà Vin hay là Xiaomi chẳng hạn. Chiếc U11 Plus có RAM 4GB, ROM 64GB, chip 8 nhân MT6750 giống mấy con Oppo F1, camera đơn 16MP chụp ảnh tạm ổn, pin thì là 3700mAh, đủ xài trong 1 ngày rưỡi. Nói chung là chiếc máy này ổn đấy em ạ, ít nhất là khi xét đến việc anh em thích mua máy mới nguyên siêu hộp là rất ok. Và vậy thôi, vừa rồi thì là danh sách của bọn mình về 3 chiếc smartphone chạy Android có tầm giá từ 1 đến 3 triệu mà anh em nên cân nhắc. Nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ thật nhiều cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.